Đó, mọi người coi đó. Đây là cuộc xâm lăng của bầy ngỗng nha cả nhà. Mình mới vừa về tới nhà, nó thấy mình nó bắt đầu là nó làm đủ thứ trò rồi, nó la, nó đòi ăn nè cả nhà. Đó. Rồi, từ từ. Từ từ, để tôi cho ăn, điểm danh đủ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đủ rồi. Hình như con này là con trống rồi cả nhà. Đó, đó cái con bìa đó. Còn lại là mình đoán là các cái con mái. Rồi, từ từ chút xíu nữa tôi làm đồ ăn cho ăn. Sùm quá trời quá đất luôn à. Từ từ nghe không? Yên tĩnh rồi đó. Rồi, tới bầy gà. Nói chung là mình cho ăn nó quen rồi đó cả nhà. Nó thấy mình là nó đòi ăn. Rồi, lại tiếp tục ồn ào. Chịu không nổi. Mấy con này giờ nó khôn lắm. Nó không đi đâu xa hết rồi. Nó chỉ ở quanh quẩn trong nhà thôi. Tới giờ ăn cái nó vô. Rồi cái nó ra ngoài giường. Nó ở đó, nó gặm cỏ. Nó xuống mương, nó tắm, nó rửa, nó làm đủ thứ. Cái chiều tới giờ ăn cái nó vô ông cử nữa. Giờ thành thói quen luôn rồi cả nhà. Nói chung là nuôi mấy con này nó cũng dễ thương. Có một cái là trời ơi, mấy ổng mấy bả ồn ào chịu không nổi. Đói bụng rồi phải không? Đói bụng chưa? Từ từ lát tôi sẽ làm đồ ăn cho ăn. Không có thiếu phần đâu nha. Đó. Bữa nay mấy cái con này có thể là 4kg rồi đó cả nhà. Con nào nó bự chà bá luôn. Tại vì ngoài cái việc mình cho nó ăn rau á, thì còn có cái lúa bắp đồ các thứ nữa. Cho nên là đầy đủ chất dinh dưỡng, cho nên nó mau lớn. Rồi từ từ nghe, bây giờ để tôi đi thay đồ. Rồi tôi làm đồ ăn cho ăn. Gặm cỏ chút xíu nữa đi. Vậy nha.